Đến với video tiếp theo, Đỗ Sinh tiếp tục chia sẻ vườn cảnh nhà ông Trần Đức Long, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Và chúng ta cùng nhau thưởng thức bắt đầu từ tác phẩm Xanh dáng Trực Huyền. Đi vào xem triển lãm của câu lạc bộ bonsai nghệ thuật Việt Trì 5-6 cái video ấy. Em xem bác quay một cái cây gọi là cửu long chanh châu Willy. À đúng rồi. Cây đẹp ấy. Đây à? Vâng. Khi tôi đưa ống kính đến tác phẩm Xanh dáng Trực như thế này, anh Trần Đức Long có tiết lộ là ý định của anh đang làm một tác phẩm là chân dài, và anh có lại nhấn mạnh thêm là chân dài bây giờ đang là những cái mốt và những cái sở thích của các cái sếp. Vâng. Đây chúng ta tưởng tượng ra một tác phẩm chân dài như thế này. Đúng là người ta đã nói là chân dài đến nách. Đó. Lông lách thì dài đến chân. Rất hay. Nhưng mà tác phẩm chân dài này thì thường là chân dài thì cần phải trẻ và đẹp. Nhưng mà cây xanh chân dài thì lại muốn là thật già. Đấy, người già thì chán nhưng mà cây già thì lại rất là tuyệt vời. Và cũng là một câu chuyện vui thôi, tôi sẽ đề tên cái đầu đề của cái video này là cây xanh chân dài, tác phẩm Xanh chân dài nhá. Anh Long có nhất trí không? Vâng. Đây là tôi sẽ chụp cái tấm ảnh về tác phẩm Xanh chân dài để chúng ta làm ảnh bìa của cái video thứ hai. Tuyệt vời. Tôi chụp rồi.
Phổi ạ. Có phải Hậu hay đi ký đá? Vâng. Đúng ạ. Trần Hậu gì? Ngoài gần cầu Trung Hạ. Xuống quay lần. Trần Hậu. Thường hay xuống dưới nhà tôi giao lưu. Bác quay ở... Vâng. Ông có cái tùng khô ở chân cầu thang. Chân cầu thang này tôi mới hỏi có chịu khó tưới không mà tùng lúc nào nó tươi thế này. Cây này nó đang làm. Ê, lão bảo là em cả năm em chả tưới lần nào, hóa ra là tùng lúa. Vâng. Đấy, các anh vẫn tiếp tục đào đảm tác phẩm xanh mà anh Long vừa mới tạo tác lên. Những cây xanh tầm trung mà có cái vóc dáng rất đẹp như thế này. Cái này trị giá khoảng 30 triệu bác ạ. Bao nhiêu ạ? 30 triệu ạ. 30 triệu tác phẩm này. Vâng ạ. Vâng. Cũng một chút mà vui tí tôi sẽ chia sẻ luôn cái tác phẩm mà các anh đang đào đạm đây. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi lấy cận cảnh. Cái này nó dòng lá móng ạ. À, dòng ạ. Xanh, không phải dòng xanh lá móng. Vâng. Nhà anh Hậu cây mini thì lại thích cái cây ở chân cột. Lá rất nhỏ. Cây này đã đạt đến mức độ nó cô rồi. Dạ. Nó cô lại rồi. Có muốn bảo nó lá to nó chả to được. Vâng. Lá rất đẹp. Cũng được đấy. Yên là này, cây cối là cây vẫn thế, cối thì cũ rồi. Cối thì cũ thì cối cũ. Cây cối này là rất là nhộn nhịp. À, cái giá 30 triệu mà canh vừa nói đây là canh bình luận là cái giá này bình luận thôi đúng không, chứ không phải là mình muốn mua hoặc mình muốn bán. Vâng, các anh cứ bình luận đi. À, tôi tiếp tục chuyển ống kính đi những cái tác phẩm trên khuôn viên vườn cảnh. À, đến đây tôi thấy vườn anh Trần Đức Long cũng có một cây xương cá. À, một tác phẩm xương cá ba thân. Chưa. Vừa mới quay được tí em xuống đi. Tôi lên đây tôi ngồi phải đến hơn tiếng rồi mới lấy máy ra quay. Lúc nào xong đây mới lên. Bởi vì tôi lên đến đây mới có 7 rưỡi mà. Hút hồn quá. Bây giờ 10 giờ rồi tí em cũng bây giờ mày xuống đây rồi. Cái đây là cây tràn chậu đây. Vâng. Bác Đỗ Sinh ạ. À, một tác phẩm xanh mà có những cái đường thân và bệ cũng rất là đặc biệt. À, đây là một tác phẩm xanh đã tràn một cái chậu tròn ở phía trong. Chậu quá lâu năm rồi đấy. Đây là còn một dấu tích màu gạch của chiếc chậu nằm gọn trong cái vòng rễ của cây xanh. Sau đó những rễ thoát ra khỏi mặt chậu đưa xuống mặt đất cho nên là rễ tiếp địa thì phát triển rất nhanh và lớn như thế này. Cây hoa dâm bụt Nhật. Đến đâu rồi anh? Thầy giáo trình chết vì soi đèn pin. Đi nhìn lúc đi bộ đây sao nhỉ? À, tác phẩm Lộc Vừng. Đây. Đây ạ. Cả em cũng đã biết đến đây rồi. Cơ bản là anh Long ông chủ. Ông Đức này có một bàn tay rất khéo.
quay trên tầng vui và nào mà không biết được hỏi thăm được nhà bác. Vâng, sinh kia sinh rồi. Sinh. Đang biết đây. Vâng, chào bác nhá. Vâng, chào bác Đức. Bác đã từ Thu Cúc nhỉ? Vâng, vâng. Vâng, cách đây 40 cây. Vâng ạ. Vâng, bác xuống đây để giao lưu cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Cảm ơn bác nhá. Vâng, mời bác đến bàn uống nước đi. Vâng, vâng. Em đang làm tiếp tục chương trình. Vâng, vâng. Vâng. Anh đang uống nước. Anh gặp bác. Và đến đây tôi gặp vườn cảnh nhà ông Trần Đức, có một cái Trần Đức Long, có một cái tác phẩm xanh. Chúng ta cũng cảm nhận rằng nếu cải tạo lại cái phần bệ đá phía dưới để cho nhanh hơn, gọn hơn, thì đây là một tác phẩm xanh mà có bộ thân bệ, như chúng ta vẫn hay dùng cái từ gọi là cột kèo, kèo cột, rất là bắt mắt. Và với cái những cái tay đòn phía trên, tay cành này, chúng ta cũng củng cố lại để cho gọn gàng hơn. Thì đây sẽ là một tác phẩm xanh có một cái dáng vóc rất đẹp. Thế là xuống đến đây thì anh vừa máy thì thế nào nói với anh Đức là anh không biết thẳng vào, một thứ nhất là ông vào đây rồi. Vâng, trong những cuốn video tôi chia sẻ vườn cảnh nhà ông Trần Đức Long, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trên màn hình tôi cũng đăng tải số điện thoại của ông Trần Đức Long. Các bạn xem video có thể gọi điện trực tiếp cho ông Long để chúng ta giao lưu và giao dịch những cái tác phẩm của mình yêu thích. Đến đây tôi xin dừng video này tại đây để chúng ta chuyển sang video tiếp theo, chia sẻ vườn cảnh ông Trần Đức Long.